Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo của OPEC đã thúc đẩy các thành viên là ngăn chặn các thỏa thuận về khí hậu toàn cầu. Tổng thư ký của khối OPEC là Hatem Al-Gashid lên tiếng trong tuần này là cảnh báo tất cả các quốc gia thành viên trong hội nghị COP28, một cái hội nghị về khí hậu toàn cầu của Liên Hợp Quốc diễn ra tại Dubai, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, là không nên bị áp lực để mà chống lại tất cả những cái nhiên liệu hóa thạch. Hiện nay thì chúng ta đã nhìn thấy được có áp lực chống lại cái nhiên liệu hóa thạch và đang tìm cách gọi là giảm đi tất cả những cái hậu quả. Đó là lời phát biểu của Al-Gais đã đưa ra trong một cái lá thư gửi ra ngày 6 tây tháng 12 với lại các bộ trưởng trong 13 quốc gia nằm trong khối OPEC cộng với 10 quốc gia của thân hữu của OPEC, gọi chung là OPEC cộng, trong đó bao gồm luôn cả Nga. Và ông ta chỉ ra cho thấy là việc mà sản xuất các cái dầu thô sẽ tiếp tục là một trong những cái mục tiêu hàng đầu và là hỗ trợ cho vấn đề năng lượng trên toàn cầu. Và hiện nay gần như là cái vấn đề tầm quan trọng của nhiên liệu hóa thạch vẫn quan trọng hơn vấn đề ô nhiễm. Và các quốc gia trong khối OPEC gần như là kiểm soát toàn bộ cái nguồn cung cấp dầu trên thế giới. Có ít nhất là 80 quốc gia đòi hỏi trong ở cái hội nghị COP28 lời kêu gọi là chấm dứt sử dụng loại nhiên liệu hóa thạch, tức là dầu thô. Và trong đó các nhà khoa học lại thúc giục một cái tham vọng lớn là sẽ có một cái ảnh hưởng nặng cho cái khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên thì trong cái bản dự thảo mới nhất mà có thể nhìn thấy được bởi cái thỏa thuận của COP28, trong đó công bố vào ngày thứ Sáu, bao gồm luôn một cái đề nghị phải làm là thế giới cần phải đầu tư vào tất cả các nguồn năng lượng, bao gồm luôn cả các cái thủy điện và tất cả các kỹ thuật. Và trong đó chúng ta hiểu được năng lượng là cần thiết cho tất cả mọi người. Đó là lời phát biểu của Tổng thư ký của cái khối OPEC đã đưa ra trong bản statement. Đây được xem là một trong những cái phản đối của khối OPEC liên quan tới đòi hỏi cái cấm nhiên liệu hóa thạch. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ đã bắt đầu ban lệnh cấm vận với 4 trùm băng đảng ở tại Haiti. Bản tin mới nhất cho biết thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong ngày thứ Sáu nói rằng họ chấp thuận một cái điều kiện, trong đó là những kẻ được xem là trùm băng đảng của Haiti sẽ nằm trong lệnh cấm vận trong một cái thời gian dài. Quốc gia Caribbean này đang đối diện với một cơn khủng hoảng về nhân đạo. Liên Hợp Quốc cho biết họ sẽ áp dụng lệnh cấm vận ở tại Reno Destina, là một trong những trùm băng đảng ở cái băng có tên gọi là Grand Gavin, và thứ hai là Victelhomi, được xem là Innocent, tức là một trong những cái băng đảng thứ hai, và băng đảng thứ ba, lãnh đạo của băng đảng thứ ba là Krasje Bagegan, và cùng với lại băng đảng thứ tư là Johnson Adre, cùng và cuối cùng là Wilson Joseph, cùng với lại 400 thành viên của băng đảng có tên là Mawozo. Theo tường trình của Bộ Tư pháp, xin lỗi quý vị, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, trong sáng ngày thứ Sáu, họ đã có những lệnh cấm vận mới nhắm vào 4 cá nhân. Các người còn sống sót đã được xác nhận là Andre cùng với băng đảng của anh ta đã trực tiếp chịu trách nhiệm cho 1.035 trường hợp tấn công tình dục năm 2022, theo tường trình của Bộ Tài chánh đưa ra. Ngoài ra, Bộ Tài chánh cho biết thì Destina là một đồng minh quan trọng của Andre, chịu trách nhiệm cho việc sát hại, cướp, hãm hiếp và cướp phá đốt nhà trong cái và bắt cóc luôn cả con tin Hoa Kỳ năm 2021. Và Joseph và Innocent, hai người này có vai trò trong việc bắt cóc công dân của Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái. Đây được xem là lệnh cấm vận của cả Liên Hợp Quốc lẫn Hoa Kỳ đưa ra, nhắm vào các trùm băng đảng đang được xem là hoành hành ở tại Haiti, nơi được xem đã rơi vào cơn khủng hoảng nhân đạo sau khi mà tổng thống của quốc gia này đã bị ám sát. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ sẽ không đưa ra thời hạn chót cho việc mà Do Thái có cái chiến dịch quân sự ở tại dải Gaza. Theo tường trình của một phụ tá tòa Bạch Ốc, Hoa Kỳ sẽ không đưa ra thời hạn chót để chấm dứt cái chiến dịch quân sự của Do Thái chống lại Hamas ở dải Gaza cho tới khi cuộc chiến chấm dứt, và nhóm Hồi giáo này cần phải đang có những sự đe dọa. Theo tường trình của
Phát ngôn viên của Hội đồng Quốc an ninh quốc gia là John Finner đã đưa ra trong ngày thứ Năm, chúng tôi sẽ không đưa ra thời hạn chót cho Do Thái, không phải là vai trò của chúng tôi và đây là cái cuộc tranh chấp cọ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể gây ảnh hưởng và chúng tôi không có kiểm soát được những gì xảy ra ở tại dải Gaza. Ông Finner đã nói với lại một cái diễn đàn có tên là Aspen Security Forum tại Washington. Do Thái đã có hai cái cuộc tấn công ở tại dải Gaza và ông Finner cho biết là chắc chắn rằng Hamas sẽ không còn quản trị khu vực này và sẽ không còn đe dọa tới lãnh thổ Do Thái sau khi mà có cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Và chúng tôi sẽ, nếu cuộc chiến chấm dứt ngày hôm nay, thì Hamas sẽ vẫn là một mối đe dọa. Và đó là lý do tại sao chúng tôi không yêu cầu phía Do Thái phải ngưng lại và áp đặt một cái lệnh ngưng bắn. Đây được xem là phía Hoa Kỳ đã hỗ trợ mạnh mẽ cho phía của Do Thái và có rất nhiều những mục tiêu quân sự vẫn còn tồn tại ở phía nam của dải Gaza. Và cần nhất là phải nhắm vào các lãnh đạo của Hamas. Ông Finner đã cho biết như trên và chỉ ra cho thấy nguồn tin của Do Thái cho thấy rằng là sẽ không có bất cứ một cái áp lực nào từ Washington để buộc Do Thái phải ngưng cuộc chiến hoặc là có thời hạn cho cuộc chiến này. Đây được xem là một trong những cái quan điểm của phía Tòa Bạch Ốc đưa ra ngay sau khi mà phía cộng đồng quốc tế, một số quốc gia đã gia tăng áp lực Hoa Kỳ là phải buộc Do Thái ngưng chiến để có cái thỏa thuận và một cái đường hành lang nhân đạo dành cho người Palestine tại dải Gaza. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã khẳng định với Do Thái là phía Hoa Kỳ sẽ giành quyền tự vệ khi mà có cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo Houthi. Hoa Kỳ đã thông báo cho Do Thái biết là họ sẽ dẫn đầu một cái cuộc phản ứng ở ngay trên vùng biển Hồng Hải và vùng vịnh Aden đang bị đe dọa bởi nhóm Hồi giáo Houthi, một nhóm Hồi giáo theo hệ phái Shiite được Iran hỗ trợ hoạt động ở phía bắc của Yemen. Trong bản báo cáo ngày thứ Năm, thì tờ Wall Street Journal chỉ ra cho thấy một nguồn tin giấu tên từ ở trong phía của chính quyền là các cuộc đối thoại, trong đó bao gồm luôn việc mà cuộc chiến của Do Thái chống lại Hamas ở dải Gaza. Và tin tức này đưa ra sau hàng loạt các cái hỏa tiễn đã bắn vào một số tàu thương mại từ nhóm Houthi, một nhóm hoạt động do Iran hỗ trợ. Và trong ngày thứ Tư, thì tình hình đã căng thẳng thêm khi mà phía của Houthi đã sử dụng các cái hỏa tiễn địa đối địa và bắn vào lãnh thổ của Do Thái, mặc dù rằng nó không có bắn vào lãnh thổ Do Thái hoặc là gây thương tích cho thường dân. Lực lượng Hoa Kỳ cho biết là họ đang giám sát tất cả những cái hành động hung hăng của Houthi và một nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng cho biết là tàu chiến Hoa Kỳ đã bắn rơi một số drone của Houthi cùng một ngày sau khi mà có cái hỏa tiễn bắn vào là gần lãnh thổ Do Thái. Tuy nhiên, một tuần trước đó thì chiếc USS Carney cũng đã bắn rơi hàng loạt các cái drone để đối phó với những cái hành động mà Houthi đã nhắm vào các tàu thương mại tại đây. Chúng tôi chưa nhìn thấy được cái sự tranh chấp, chúng tôi không muốn nhìn thấy nó mở rộng ra ở khu vực, đặc biệt là ở khu vực này. Đó là một trong những phát ngôn viên, phó phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là Sabrina Stein đã đưa ra trong lời báo cáo ngày thứ Năm. Bà Stein cho biết rằng là Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken đang nói chuyện và có mặt ở tại cái chiếc hàng không mẫu hạm Girl 4 nằm ở phía đông của bờ biển Địa Trung Hải vào tháng 10 và nói rằng sẽ tăng cường khả năng kiềm chế và với những cái nhóm dân quân do phía Iran hỗ trợ. Đây được xem là một trong những thông báo mới nhất của Hoa Kỳ đã gửi cho Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, 74 nhà lập pháp đã đòi hỏi các hiệu trưởng của trường Harvard, MIT và UPenn là phải từ chức hoặc là phải đuổi những hiệu trưởng này sau khi mà họ có một cuộc điều trần liên quan tới chủ nghĩa bài Do Thái. 74 nhà lập pháp trong ngày thứ Sáu đã lên tiếng đòi hỏi là cái hệ thống điều hành của các trường đại học và phải sa thải những hiệu trưởng này sau khi mà họ đã ra điều trần về tình trạng chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học theo tường trình một lá thư mà hãng thông tấn Reuters nhìn thấy được. Trong lá thư này thì người của Đảng Cộng hòa là bà Alice Stefanik là chủ tịch của hội nghị Đảng Cộng hòa ở tại Hạ viện Hoa Kỳ. Dân biểu của Đảng Dân chủ là Chair Moscow Swift đã đòi hỏi ít nhất là cái hội đồng quản trị của trường Harvard University, University of Pennsylvania và Massachusetts Institute of Technology là phải sa thải các hiệu trưởng của họ. Trong đó rõ ràng là đã có những ngôn ngữ được xem là ngăn chặn cái tình trạng nhắc tới cuộc diệt chủng người Do Thái ở trong đệ nhị thế chiến. Hiệu trưởng của trường đại học Pennsylvania là bà Liz McGill, hiệu trưởng trường đại học của Harvard là bà Claudia Gay và hiệu trưởng trường đại học MIT là Sally
Con Blue, những người đã ra điều trần trước ủy ban của Hạ viện vào ngày thứ ba. Trong đó họ đã bị chỉ trích khá nặng nề khi mà họ để cho cái chủ nghĩa bài Do Thái nhắm vào các sinh viên Do Thái sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tây tháng 10. Và lời kêu gọi những người này từ chức đã được mở rộng ra và đã có một cái thỉnh nguyện thư đã được đưa ở trên mạng xã hội để yêu cầu là sa thải các hiệu trưởng này với những lời phát biểu của họ ở trong cái cuộc điều trần ở tại Hạ viện. Trong đó họ nói rằng việc nhắc tới sự diệt chủng người Do Thái trong cái đệ nhị thế chiến là vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của trường học, và họ xác nhận điều này. Chính điều này đã dẫn tới việc phẫn nộ của nhiều công chúng, và có ít nhất 74 người, hầu hết là những nhà lập pháp Hoa Kỳ, đã ký trong lá thư và yêu cầu sa thải những người này. Và trong đó ít nhất là có 71 thành viên của Đảng Cộng Hòa và 3 thành viên của Đảng Dân Chủ đã ký tên vào cái lá thư này và yêu cầu sa thải các hiệu trưởng trên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của con trai ông Tổng thống Joe Biden là Hunter Biden. Bản tin mới nhất cho biết thì Hunter Biden đã bị giảm lương phân nửa sau khi mà thân phụ của anh ta rời khỏi tòa Bạch Ốc năm 2017, theo một cái bản cáo trạng đã đưa ra. Con trai của ông Tổng thống Joe Biden là Hunter Biden, mức lương của anh ta tại công ty Burisma, là công ty năng lượng của Ukraine, đã bị cắt phân nửa sau khi thân phụ của anh ta rời khỏi ghế tổng thống năm 2017, theo cái bản cáo trạng đã được đưa ra. Con trai của ông Joe Biden đã bị truy tố ở tại California tổng cộng là 9 tội, gồm 3 tội felony và 6 tội misdemeanor, và trong đó là bao gồm luôn cả tội trốn thuế. Và trong bản cáo trạng của liên bang đã mô tả rằng con trai của ông tổng thống này đã có được cái nguồn lợi tức mà ông ta đã không khai thuế, và trong đó làm việc cho công ty gọi là Burisma Holding. Và ông Biden đã bắt đầu làm việc cho công ty này từ năm 2014, khi mà thân phụ của ông ta còn là phó tổng thống. Và bản cáo trạng của ông David Webb cho biết là ông Hunter Biden đã nhận khoảng 1 triệu Mỹ Kim tiền lương hàng năm từ Ukraine cho tới tháng 3 năm 2017, khi mà ông ta vào làm việc trong công ty này, và mức bồi thường đã giảm xuống, mức lương đã giảm xuống còn 500.000 Mỹ Kim. Mức lương cắt giảm bởi công ty Burisma diễn ra sau khi mà thân phụ của ông ta rời khỏi tòa Bạch Ốc, và Tổng thống Trump đã chính thức nhận chức vào ngày 20 tây tháng 1 năm 2017. Và bất kể việc mà đã bị cắt giảm cái nguồn lương, bản cáo trạng cho biết là ông Hunter Biden vẫn tiếp tục làm việc với công ty Burisma thêm 2 năm nữa và rời khỏi công ty này vào tháng 4 năm 2019, lúc mà ông Joe Biden đã bắt đầu phát động cái chiến dịch gọi là tranh cử của ông ta cùng một tháng đó. Đây được xem là bản cáo trạng mới nhất của công tố viên David Webb đã đưa ra và đã được nhìn thấy bởi một số cơ quan báo chí, và trong đó họ cho rằng là Hunter Biden nhận được công việc này nhờ vai trò thân phụ của mình là phó tổng thống Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của Đảng Cộng Hòa một lần nữa lại thúc đẩy một cái lệnh cấm tất cả những vận động viên chuyển giới tham gia vào tranh tài phụ nữ ở trong cái giải thể thao phụ nữ. Các thành viên của Đảng Cộng Hòa ở tại Hạ viện đang tìm cách lần thứ hai đã thúc đẩy một dự luật giới hạn tất cả những người chuyển giới tham gia vào những cái cuộc tranh tài thể thao của phụ nữ sau khi mà đã thất bại lần đầu. Dưới dự luật này thì các trường công lập và kể cả các trường tư thục sẽ nhận được ngân quỹ của liên bang sẽ bị mất ngân quỹ này nếu như mà họ để cho những người chuyển giới tham gia vào trong cái cuộc gọi là tranh tài của các bé gái. Và trong đó thì người giới thiệu cái dự luật này là nữ dân biểu Lisa McLean của Đảng Cộng Hòa tại Michigan. Trong đó bà đặt cái tên của cái dự luật này là Safe Women Sport Act vào tuần tới. Và Đảng Cộng Hòa đã kiểm soát tại Hạ viện, và trong đó họ thông qua những cái dự luật tương tự như vậy hồi mùa hè, mà trong đó vốn đã khó lên được sàn thượng viện bởi vì Đảng Dân Chủ đang kiểm soát sàn thượng viện. Và cái dự luật mới có tên là Protection of Women and Girls in Sport Act đã được giới thiệu bởi dân biểu Greg Tupi của Đảng Cộng Hòa tại Florida. Trong đó đã được đưa lên trên sàn của thượng viện và đã bị giới hạn và đã bị ngăn chặn bởi sàn thượng viện. Trong ngày thứ ba thì một vận động viên của NCAA có tên là Ripley Garnett đã ra điều trần về tính chất gọi là bất công khi mà những người chuyển giới ra tranh tài với những bé gái, và đã ra điều trần. Thượng viện, Quốc hội cần phải làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho cái ngành thể thao của phụ nữ, McLean đã cho biết như trên. Và chính quyền của Joe Biden
đang đẩy cái an toàn của phụ nữ và cái quyền tư ẩn của phụ nữ là và cái tạo ra cái cơ hội gây nguy hiểm bởi tình trạng gọi là title, dùng cái chữ gọi là title IX. Đây là một cái title số 9 và đây là một trong những cái luật mà để hỗ trợ cho giới đồng tính và những người chuyển giới có thể tham gia vào các cái trận tranh tài thể thao của các bé gái vị thành niên cũng như là các cuộc tranh tài thể thao chuyên nghiệp của phụ nữ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hoa Kỳ cần phải có sự tiếp cận cứng rắn hơn trong vấn đề kỹ thuật với Trung Quốc. Đó là một trong những lời kết luận của Hạ viện đưa ra. Bản tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ cần phải ngay lập tức có hành động ngăn chặn tình trạng mà sử dụng tất cả những cái kỹ thuật nhạy cảm của Hoa Kỳ tới Trung Quốc và siết chặt tất cả cái luật lệ bao gồm tất cả những cái kỹ thuật mới. Đó là một trong những đại diện của Hạ viện đã đưa ra bản báo cáo vào ngày thứ Năm. Chính quyền của Joe Biden đã đưa ra hàng loạt nỗ lực nhằm ngăn chặn kỹ thuật của Hoa Kỳ qua Trung Quốc, trong đó họ sử dụng để tăng cường khả năng quân sự của họ. Tuy nhiên, Ủy ban Đối ngoại tại Hạ viện mong muốn rằng cần phải có sự tiếp cận một cách cứng rắn hơn trong vấn đề kỹ thuật để tránh tình trạng mà kỹ thuật rơi vào tay của Bắc Kinh. Một thí dụ điển hình là Hoa Kỳ đã bác bỏ một số những cái môn bài cho việc xuất cảng qua Trung Quốc, hầu hết là nằm ở trong cái vấn đề an ninh quốc gia. Nếu Trung Quốc mà nhận tất cả những cái sản phẩm này và gia tăng cho cái khả năng gọi là quốc phòng của họ, và đây được xem là một trong những cái chính sách cứng rắn của Hạ viện. Và bản báo cáo cho biết thì các công ty ở trong cái Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nằm trong cái danh sách giới hạn được biết với cái tên là Entity List, sẽ không được phép sử dụng bất kỳ một cái cloud service nào, tức là những cái đám mây mà chứa dữ liệu. Và Hạ viện báo cáo rằng họ đang tìm cách có những cái đường hướng chặt chẽ hơn và nghiêm khắc hơn để ngăn chặn tình trạng kỹ thuật của Hoa Kỳ đã bị lọt qua tay của Trung Quốc. Và hiện nay thì một số những công ty phát triển về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, bao gồm một công ty có tên là Sandtime, cho nói với các nhà đầu tư năm 2021 tại Bắc Kinh là Bắc Kinh đã hỗ trợ cho họ và họ đã bị đưa vào danh sách Entity List và không có một cái hành động ảnh hưởng gì. Và trong bản báo cáo cho biết thì Sandtime được báo cáo là họ có thể khả năng mua chip điện tử của Hoa Kỳ thông qua cái sự hỗ trợ của nhà nước Cộng sản Trung Quốc và sử dụng những cái cloud của phía Hoa Kỳ. Và bản báo cáo này kêu gọi cải tổ ở trong Bộ Thương mại và đặc biệt là trong cái kỹ nghệ về an ninh, và trong đó họ phải giám sát chặt chẽ việc xuất cảng các kỹ thuật qua Hoa Kỳ. Đây được xem là lời phát biểu của ông Michael McCord, là chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại tại Hạ viện, đã cho biết như trên. Trong khi đó thì phát ngôn viên của Bộ Thương mại vẫn chưa lên tiếng xác nhận điều này. Một ủy ban làm việc chung với lại Bộ Thương mại cho biết là họ sẽ lên lịch cho một cái cuộc điều trần vào ngày thứ Ba để tìm cách ngăn chặn tất cả những kỹ thuật của Hoa Kỳ qua bên phía của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã giới thiệu một dự luật bảo vệ cho cái ngành giáo dục của Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng hòa tại Florida đã giới thiệu một dự luật vào ngày thứ Năm, trong đó là để bảo vệ cho cái ngành giáo dục Hoa Kỳ không bị gây ảnh hưởng bởi Trung Quốc và thao túng bởi Trung Quốc. Và dường như dự luật này đã được thông qua từ sàn Hạ viện ngày thứ Tư, và ông Rubio yêu cầu các đồng nghiệp là báo cáo tất cả những ngân quỹ từ những cái quốc gia thù địch nước ngoài, trong đó bao gồm luôn Trung Quốc, và làm giảm đi cái tình trạng báo cáo là họ nhận dưới 250.000 Mỹ Kim cho hoặc là 50.000 Mỹ Kim cho mỗi một cái nguồn cung cấp từ ở nước ngoài. Và dự luật này cũng để nói rõ là Trung Quốc đang gây ảnh hưởng vào cái hệ thống giáo dục K-12 của Hoa Kỳ, và điều này có thể ảnh hưởng tới cái bộ hệ thống quốc phòng của Hoa Kỳ. Chúng ta đang đứng trước sự đe dọa của Trung Quốc và tìm cách gọi là thay đổi suy nghĩ, và họ đang tìm cách gây ảnh hưởng, và điều này đang gây bất mãn trong công chúng. Ông Rubio đã viết trong bản statement dự luật này là sẽ đóng lại tất cả những khoảng cách nhằm có thể bảo đảm cái các cái nền giáo dục của chúng ta sẽ không bị gây ảnh hưởng bởi nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái dự luật mới mà ông Marco Rubio đã đệ trình sau khi mà phía Hạ viện đã thông qua một cái dự luật tương tự, và họ gọi cái viện nghiên cứu Khổng Tử ở trong các trường đại học và trong đó chuyên môn dạy về văn hóa và ngôn ngữ của Trung Quốc đã bị gây ảnh hưởng, và trong đó gần như là họ đã bắt đầu áp dụng cái chính sách của viện Khổng Tử này trong các cái trường K-12, tức là trước khi vào đại học, và trong đó họ thúc đẩy cái việc truyền bá cái chủ nghĩa của Cộng sản và ca ngợi cái chế độ Cộng sản. Và trong tháng 6 thì có 108 cái viện Khổng Tử đã bị đóng lại tại Hoa Kỳ, trong đó vẫn còn một số những viện Khổng Tử vẫn đang hoạt động. Năm 2022, theo bản báo cáo của
cái hiệp hội về học về học vấn của Hoa Kỳ cho biết là có rất nhiều trường đại học đã cho thay thế cái viện Khổng Tử bằng những cái chương trình tương tự và cùng một partner, tức là cùng một đối tác, và họ cho biết rằng họ chỉ đổi tên và đổi cái tên chương trình chứ họ không đóng cửa tất cả những cái trường viện nghiên cứu Khổng Tử ở trong các trường đại học này. Và trong cái dự luật của ông Marco Rubio đã lên tiếng và cho biết là sẽ lên danh sách tất cả các trường đại học nào mà nhận cái nguồn tài trợ từ phía của Trung Quốc, và trong đó gần như là chỉ họ đổi tên của cái chương trình này, thay vì gọi là Viện Khổng Tử họ gọi bằng một cái tên khác, nhưng tất cả những thành phần giảng dạy và những thành phần gây ảnh hưởng này vẫn còn nằm nguyên si và không hề có một cái hành động nào sa thải hoặc là chấm dứt hợp tác với những thành phần này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, lại có thêm 3 công ty của Trung Quốc đã bị ban lệnh cấm xuất cảng qua Hoa Kỳ sau khi mà có những lo ngại về việc họ sử dụng nguồn lao động cưỡng bức tại Tân Cương. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ trong ngày thứ 6 cho biết họ đã cộng thêm 3 công ty của Cộng sản Trung Quốc vào trong cái danh sách là những công ty đã sử dụng cái lực lượng cưỡng bức lao động vi phạm nhân quyền và ban lệnh cấm vận với họ dưới đạo luật gọi là Unhui Forced Labor Prevention Act. Và các công ty này gồm có Godfall Sugar, Jiweda Technology và Tsingya New Material có trụ sở nằm ở những vùng khác nhau tại Trung Quốc. Tuy nhiên thì tất cả những công ty này đã bị cáo buộc bởi Bộ An ninh Nội địa là đã thuê mướn và chuyển tất cả xuất cảng những cái sản phẩm mà sử dụng và sản xuất bởi cộng đồng thiểu số đang bị bức hại. Và văn phòng ở Tân Cương là của Costco đã đến viếng thăm một số những cộng đồng thiểu số bị bức hại ở một ngôi làng được xem là ở tại Duy Ngô Nhĩ, và họ làm việc trong các công xưởng này theo tường trình cho biết. Và hiện nay gần như là 3 cái công ty này đã bị nghiêm cấm sau khi mà họ sử dụng cái nguồn gọi là cưỡng bức lao động ở tại Tân Cương. Theo bản báo cáo cho biết thì Tân Cương đang có trên 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị tống giam trong tổng cộng là 1.200 trại giam. Và ở đây thì họ bị cưỡng bức lao động, họ bị cưỡng bức là sẽ xóa bỏ tất cả văn hóa và ngôn ngữ của họ, cũng như có rất nhiều phụ nữ đã bị triệt sản. Đây là cái chính sách mà Trung Quốc tìm cách xóa bỏ cái nền văn hóa, cái ngôn ngữ và kể cả cái truyền thống của dân tộc Duy Ngô Nhĩ và những cộng đồng thiểu số tại Tân Cương. Và việc này dẫn tới việc mà Bộ trưởng An ninh Nội địa của Hoa Kỳ là ông Alejandro Mayorkas đã đưa ra bản statement sau khi mà ông nói rằng là sẽ trừng phạt tất cả những công ty nào sử dụng cái nguồn lao động từ Tân Cương căn cứ trên đạo luật gọi là Unhui Forced Labor Prevention Act mà ông Joe Biden đã ký trước đây. Đây được xem là một trong những hành động cứng rắn của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn tất cả những cái nguồn xuất cảng rẻ tiền từ Trung Quốc và cạnh tranh một cách bất công tại trong thị trường Hoa Kỳ và có hành động bức hại nhân quyền. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong, theo hãng tin của AFP cho biết, Philippines lại cáo buộc lực lượng hải giám của Trung Quốc lại dùng vòi rồng bắn vào các chiếc tàu của họ. Bản tin mới nhất cho biết thì Philippines lại lên tiếng cáo buộc tàu hải giám của Trung Quốc trong ngày thứ Bảy đã sử dụng các vòi rồng cản trở ít nhất 3 chiếc tàu của chính phủ Philippines khi mà họ đưa tất cả những cái cung cấp những cái cần thiết cho lực lượng ngư phủ của Philippines ở gần bãi cạn nằm trên bờ biển của họ. Biến cố này diễn ra ở tại bãi cạn Scarborough, nơi được xem là điểm nóng giữa Manila và Bắc Kinh, trong đó gần như là hai quốc gia đang có tranh chấp trên chủ quyền trên khu vực Trường Sa. Và theo tường trình cho biết thì cái lực lượng có tên gọi là National Task Force ở phía tây của Philippines trong một bản statement nói rằng lực lượng tàu hải giám của Trung Quốc lại bắn vòi rồng cản trở các chiếc tàu của chính phủ trong lúc mà họ chuyển tất cả những cái nhiên liệu và nguồn thực phẩm cho các tàu ngư phủ tại đây. Và cái đơn vị này cho biết là họ lên án gay gắt hành động bức hại một cách bất hợp pháp được thực hiện bởi lực lượng tàu hải giám Trung Quốc và lực lượng dân quân hàng hải của Trung Quốc. Đây là lực lượng bán quân sự của Trung Quốc. Trong khi đó thì phía đài truyền hình của Trung Quốc cho thấy rằng là lực lượng hải giám của họ đã sử dụng tất cả những cái vòi rồng bắn vào tàu của Philippines khi mà họ đang có mặt ở tại bãi cạn Scarborough. Đây được xem là bãi cạn mà Trung Quốc đã bất ngờ đánh chiếm của Philippines từ năm 2012 sau một cuộc đối đầu căng thẳng. Và kể từ đó thì Bắc Kinh đã thường xuyên có những cái tàu của họ khai triển tại đây. Và Manila cho biết là họ thường xuyên sách nhiễu các tàu của Philippines
và đối phó với lại ngư phủ của Philippines khi tiếp cận gần khu vực này. Và đây được xem là một trong những cái căng thẳng mới nhất diễn ra giữa Philippines và của Trung Quốc. Dưới cái luật về biển, tức là UNCLOS năm 1982, thì Trung Quốc không có cái thẩm quyền ở trên khu vực này, bởi vì họ không có chủ quyền theo cái quy tắc là đây là 200 hải lý theo cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Và Philippines đã kiện thắng Trung Quốc năm 2016. Tuy nhiên thì lực lượng của Trung Quốc vẫn tiếp tục ở lì trên bãi cạn Scarborough. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản đã thúc giục là phải có một thúc đẩy mạnh hơn từ cộng đồng quốc tế về các chương trình nguyên tử của Bắc Hàn. Bản tin từ Seoul, Nam Hàn cho biết thì các cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, của Nam Hàn và của Nhật Bản trong ngày thứ Bảy đã kêu gọi là phải có một cái áp lực mạnh mẽ hơn từ cộng đồng quốc tế trong việc mà Bắc Hàn đang phát triển chương trình vũ khí nguyên tử của họ và các hỏa tiễn, cũng như là các hoạt động gọi là đánh cắp ở trên không gian mạng, và cáo buộc là họ đã chuyển vũ khí cho phía của Nga. Cuộc gặp gỡ này diễn ra giữa lúc căng thẳng trên bán đảo của Đại Hàn được xem là cao nhất trong vòng vài năm qua, khi mà nhà lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un đã chúc mừng cho cái việc gọi là hỏa tiễn đã đưa lên không gian thành công một cái vệ tinh gián điệp của họ và tiếp tục gia tăng cái khả năng nguyên tử cũng như là chương trình hỏa tiễn của ông ta. Hoa Kỳ nói rằng các đồng minh Á Châu sẽ đối phó với sự gia tăng một cách nguy hiểm và sẽ có một cái hoạt động đa phương ở khu vực để gia tăng khả năng kiềm chế đối với cái sự gọi là hành động được xem là đe dọa của ông Kim Jong-un. Washington, Seoul và Tokyo đồng thời cũng lo ngại về cái tiềm năng mà cung cấp vũ khí giữa phía Bắc Hàn và phía Nga. Họ lo ngại rằng ông Kim sẽ cung cấp những cái đạn dược cần thiết cho Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine, và đổi lại Nga sẽ hỗ trợ về kỹ thuật để nâng cấp tất cả những cái hệ thống vũ khí nguyên tử của Kim Jong-un. Phát biểu sau cuộc gặp gỡ này thì cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là ông Jake Sullivan cho biết Washington sẽ làm việc với Seoul và Tokyo để gia tăng cái khả năng hợp tác về quốc phòng cũng như đối phó với những cái tình trạng gọi là thử hỏa tiễn của Bắc Hàn và các cái hoạt động gọi là tiến lên không gian vũ trụ của Bắc Hàn, và trong đó gần như là họ đang có được cái hình ảnh từ các cái vị trí được xem là nhạy cảm của Hoa Kỳ và của Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, Đài Loan tiếp tục vẫn có bình thường hóa các mối quan hệ với Guatemala với vị tổng thống tân cử. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Ngoại giao Đài Loan trong ngày thứ Sáu nói rằng vị tổng thống tân cử của Guatemala tái xác nhận là họ sẽ duy trì tất cả những cái mối quan hệ bình thường với đảo quốc này giữa lúc mà Trung Quốc đang gia tăng áp lực để mà chặn tất cả những đồng minh của Đài Loan. Chỉ còn 13 quốc gia là thừa nhận cái vai trò độc lập của Đài Loan, hầu hết là những quốc gia ở Trung Mỹ, vùng biển Caribbean và vùng biển Nam Thái Bình Dương. Và tân chính phủ lên tiếng cho biết là họ sẽ làm việc và tiếp tục duy trì mối quan hệ với lại Đài Loan, bất kể đã có những cái tin cho rằng là quốc gia này sẽ chuyển đổi cái mối quan hệ qua Trung Quốc. Honduras trong tháng 3 đã quyết định chấm dứt cái quan hệ với Đài Loan và chuyển đổi cái quan hệ với Bắc Kinh sau cuộc bầu cử năm 2021, mà trong đó bà Xiomara Castro đã trở thành tổng thống. Ngoại trưởng của Đài Loan, ông Joseph Wu, đã nói với các thông tấn viên ngày thứ Sáu ở bên tòa đại sứ của quốc gia này ở tại Guatemala là quốc gia Trung Mỹ này vẫn tiếp tục duy trì tất cả các mối quan hệ với Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái thông báo mới nhất của Đài Loan đã đưa ra ngay sau khi mà phía Trung Quốc đang có những áp lực những quốc gia còn lại gồm 13 quốc gia là cắt bỏ mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay. Và cuối cùng, liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Indonesia đang chuẩn bị giảm và miễn chiếu kháng cho ít nhất 20 quốc gia, trong đó bao gồm luôn cả Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ. Bản tin từ Jakarta cho biết thì Indonesia đang duyệt xét việc mà miễn chiếu kháng cho công dân của 20 quốc gia, trong đó gồm có Hoa Kỳ, Trung Quốc, Úc, Ấn Độ, Nam Hàn, Đức, Anh và Pháp để gia tăng cái kỹ nghệ du lịch của quốc gia này, theo tường trình của Bộ trưởng Du lịch đã đưa ra ngày thứ Năm. Quốc gia này đang hoàn tất một cái danh sách những quốc gia là sẽ được miễn chiếu kháng.
Bộ trưởng có tên là Sadiaga Uno cho biết là Tổng thống đã ra lệnh cho bà là phải có một cái chương trình hỗ trợ về miễn chiếu kháng cho tất cả những công dân những quốc gia trên nhằm gia tăng cái việc phát triển kinh tế, kỹ nghệ du lịch và đầu tư. Đây được xem là có một cái chính sách mới sau khi mà quốc gia này nói rằng họ có 16 triệu người ngoại quốc đã viếng thăm Indonesia trước đại dịch theo tường trình cho biết. Và từ tháng Giêng cho tới tháng 10 năm nay thì Indonesia đã có khoảng 9.49 triệu người ngoại quốc viếng thăm, gia tăng 124.3% so với cùng thời gian của năm 2022. Indonesia được xem là quốc gia có cái vùng lãnh thổ lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á, đang duyệt xét việc mà miễn trừ visa cho Trung Quốc, tiếp theo là Singapore, và sẽ có một cái miễn chiếu kháng visa 30 ngày cho những công dân của Trung Quốc và đã được thực hiện trong đầu năm nay. Thái Lan trong thời gian gần đây cũng đang tìm cách miễn chiếu kháng cho những công dân từ Trung Quốc và từ Ấn Độ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!